Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng cập nhật các thông tin thời sự. Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 19 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Khởi công dự án liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam. Thường trực tỉnh ủy làm việc với huyện ủy Nam Giang. Phóng sự Hoàng Hóa, Điện Bàn, nghĩa nặng tình sâu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, lễ khởi công dự án liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam được tổ chức tại xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước. Các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự lễ. Dự án liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Đây là công trình giao thông cấp 2 sử dụng vốn vay ODA từ Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế của Hàn Quốc EDCF với đầy đủ hệ thống điện chiếu sáng và đèn giao thông. Dự án có tổng mức đầu tư 768 tỷ đồng, đi qua 5 địa phương gồm Thăng Bình, Tam Kỳ, Phú Ninh, Tiên Phước và Bắc Trà My. Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao với đường thanh niên ven biển DT613B tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và điểm cuối tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My. Tổng chiều dài đầu tư xây dựng toàn tuyến gần 32 km. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang nhấn mạnh, dự án góp phần hoàn thiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, góp phần tích cực vào việc giao thương hàng hóa, vận chuyển, tiêu thụ nông lâm sản, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trong khu vực các huyện miền núi phía Tây nói riêng, cả tỉnh nói chung. Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang để nghe báo cáo nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Giang lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương thời gian qua. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì hội nghị. Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Hường, Bí thư Huyện ủy Nam Giang cho biết, từ sau Đại hội Đảng bộ huyện đến nay, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Bên cạnh kiện toàn, bổ nhiệm, luân chuyển đội ngũ lãnh đạo quản lý các cơ quan ban ngành thuộc huyện, địa phương, thực hiện đảm bảo sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định, thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian qua, Nam Giang tập trung phát triển kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, triển khai hiệu quả các mô hình về trồng cây ăn quả, phát triển chăn nuôi gắn với liên kết chuỗi giá trị trên tổng diện tích 167,5 ha, giúp 657 hộ dân hưởng lợi với tổng nguồn vốn đầu tư 11,7 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, Nam Giang đề nghị tỉnh ủy chỉ đạo định hướng để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch số 5899 về bóc tách diện tích đất ở, đất sản xuất của người dân nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ để người dân có đất sản xuất, đồng thời chỉ đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng mức đầu tư cho các xã biên giới hàng năm từ 2 tỷ đồng mỗi xã một năm lên 10 tỷ đồng mỗi xã một năm, nâng mức hỗ trợ từ 1,2 tỷ đồng một năm lên 2 tỷ đồng một năm để huyện có đủ nguồn lực tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện tuần tra bảo vệ đường biên cùng một số nội dung quan trọng khác. Sáng nay tại thành phố Tam Kỳ, Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra phiên thứ 2. Tham dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung và 70 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 5.000 đoàn viên các đơn vị trực thuộc. Nhiệm kỳ 2018-2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song với quyết tâm chính trị cao nhất, Công đoàn viên chức tỉnh đã nỗ lực không ngừng có nhiều hoạt động giải pháp hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên người lao động, thể hiện rõ vai trò là tổ chức đại diện cho quyền lợi của cán bộ công chức viên chức người lao động trên địa bàn tỉnh. Các cấp công đoàn đã tham gia thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong các cơ quan đơn vị. Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, cán bộ công nhân viên chức lao động được quan tâm với những hoạt động thiết thực hiệu quả, kịp thời động viên, thăm hỏi, chia sẻ với đoàn viên, gia đình đoàn viên ốm đau, hoạn nạn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tặng quà hỗ trợ đoàn viên khó khăn trong các dịp lễ Tết, tháng công nhân hoạt động xã hội, từ thiện, được công đoàn cơ sở tổ chức thường xuyên.
Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng ghi nhận đánh giá cao thành tích đạt được của công đoàn viên chức trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải hiểu rộng, thấm sâu đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, phải tự hình thành một sức đề kháng tốt để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ để xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị vững mạnh. Đại hội bầu ban chấp hành công đoàn viên chức tỉnh lần thứ 7 nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Bảo được tín nhiệm tái đắc cử chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh khóa 7. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn tỉnh Quảng Nam gồm 12 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết. Chiều nay, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, triển khai chương trình phối hợp hoạt động 6 tháng cuối năm. Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị do Trung tá Huỳnh Phước Châu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2023, chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, gồm Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn Lao động và Tỉnh đoàn, đạt nhiều kết quả thiết thực. Nổi bật là tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Lực lượng vũ trang tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội phát huy được vai trò nòng cốt trong các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương, nhất là trong tham gia xây dựng các tiềm lực chính trị, tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Chiều nay tại khách sạn Berith, thành phố Hội An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo phát triển du lịch biển Quảng Nam và gặp gỡ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện các sở ngành địa phương liên quan cùng các doanh nghiệp lữ hành du lịch trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các nội dung về phát triển du lịch biển, trong đó đánh giá đúng thực trạng, những vấn đề tồn tại, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm điều chỉnh những bất cập trong hoạt động du lịch biển. Ngoài ra, ban tổ chức cũng lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp đơn vị kinh doanh du lịch về những khó khăn vướng mắc cũng như các đề xuất kiến nghị trong hoạt động du lịch để cùng nhau chia sẻ, đề xuất để tháo gỡ. Hội thảo lần này góp phần phản ánh nguyện vọng của doanh nghiệp du lịch tới các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương tới địa phương để từng bước tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, phát huy thế mạnh của du lịch Quảng Nam, khai thác tối ưu tài nguyên du lịch biển nói riêng và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động du lịch nói chung. Sáng nay, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã tổ chức lễ khánh thành khoa ngoại tim mạch lồng ngực. Đây là công trình kỷ niệm 16 năm thành lập bệnh viện, 19 tháng 7 2007, 19 tháng 7 2023. Tham dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cùng các đơn vị y tế trên địa bàn miền Trung, Ban Giám đốc Bệnh viện và lãnh đạo viên chức người lao động các khoa phòng thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, với mong muốn đội ngũ viên chức người lao động thuộc khoa ngoại tim mạch lồng ngực cùng nhau đoàn kết xây dựng khoa ngày càng phát triển và lớn mạnh không ngừng, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân. Hy vọng với đội ngũ bác sĩ đầy nhiệt huyết, tích cực, lao động sáng tạo, khoa sẽ triển khai thêm nhiều kỹ thuật tiên tiến, mang lại lợi ích sức khỏe cho cộng đồng. Trên cơ sở quy hoạch phát triển bệnh viện trong 16 năm qua và nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao, chuyên sâu của người dân, cơ sở vật chất của khoa ngoại tim mạch lồng ngực đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế đồng bộ như hệ thống phòng mổ, dụng cụ phẫu thuật hiện đại nhằm phát triển mũi nhọn chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực tim mạch. Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Y tế cùng lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và các đại biểu đã cắt băng khánh thành và tham quan khoa ngoại tim mạch lồng ngực. Chiều nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 khai mạc vòng chung kết hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Hội thi được tổ chức là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống Cảnh sát Biển Việt Nam 28 tháng 8 1998, 28 tháng 8 2023 và 20 năm ngày truyền thống Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 ngày 5 tháng 3 2004, ngày 5 tháng 3 2024. Tham dự hội thi có 24 thí sinh là bí thư các chi bộ khối cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2. Các thí sinh sẽ trải qua phần thi lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết tập trung vào các quy định về công tác tổ chức xây dựng đảng, các văn bản của các chuyên ngành có liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ và hoạt động của bí thư chi bộ.
Phần thi thực hành bao gồm chuẩn bị dự thảo các nghị quyết, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng, lãnh đạo chuyên đề, nhiệm vụ đột xuất, thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm. Ngoài ra, các thí sinh còn thi thực hành duy trì hội nghị chi bộ, bám sát các hoạt động thực tiễn của bí thư chi bộ. Sau gần một tháng thử nghiệm, sáng nay Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn tổ chức khai trương sản phẩm thuyết minh đa ngôn ngữ Audio Guide phục vụ du khách trực tiếp đến tham quan tìm hiểu di sản văn hóa lịch sử độc đáo Mỹ Sơn. Đây là sản phẩm chuyển đổi số có hợp tác giữa Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn và công ty Vietsoft Pro, sử dụng công nghệ để cung cấp thông tin đến du khách tham quan tại di tích Mỹ Sơn. Sản phẩm này với những ưu điểm vượt trội như khách tham quan chủ động nghe các bài thuyết minh theo ý thích của mình, hỗ trợ thuyết minh 6 ngôn ngữ Việt, Trung, Pháp, Anh, Hàn và tiếng Nhật. Du khách cũng có thể chủ động nghe lại nhiều lần, đồng thời sau thời gian sử dụng, những nội dung thuyết minh sẽ tiếp tục được điều chỉnh phù hợp do tính năng dễ dàng cập nhật thêm nội dung mới. Sáng nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Sơn tổ chức lễ bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình cựu chiến binh Nguyễn Hữu Đệ, thôn Phú Cường 1, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn. Với số tiền 60 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Nam và sự hỗ trợ của gia đình, người thân, sự động viên của Hội Chữ thập đỏ, chính quyền địa phương, sau gần 2 tháng xây dựng, ngôi nhà mới kiên cố trị giá hơn 200 triệu đồng đã hoàn thành. Ngôi nhà có diện tích hơn 60 mét vuông, được xây dựng khá kiên cố, trong đó có một phần diện tích được đổ sàn bê tông để làm nơi tránh trú bão. Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Hữu Đệ thuộc diện khó khăn, vợ chồng ông có 3 con nhỏ đang trong độ tuổi ăn học, bản thân ông thường xuyên đau ốm. Nhờ sự giúp đỡ của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Nam, vợ chồng ông đã xóa được căn nhà tạm, xây dựng được căn nhà mới khang trang hơn. Từ đây, vợ chồng ông khỏi phải lao tâm khi mỗi mùa mưa bão về. Nằm trong các hoạt động tri ân hướng đến kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, cũng trong sáng nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Nam đã đến thăm và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng tại thị xã Điện Bàn. Tại thị xã Điện Bàn, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Lưu Thị Nấu, trú tại phường Điện Ngọc. Mẹ Việt Nam anh hùng Lưu Thị Nấu năm nay đã 90 tuổi, có chồng và con hy sinh, hiện mẹ Nấu đang ở cùng người con gái. Thăm mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Như, gia đình có 2 liệt sĩ, hiện ở phường Điện Nam Trung. Mẹ Như năm nay đã 86 tuổi, ở cùng với con cháu để được chăm sóc tốt hơn. Đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng, bà Lê Thị Kim Anh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Nam, đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các mẹ, mong các mẹ sống vui, sống khỏe và thay mặt cho tập thể cán bộ viên chức người lao động Ngân hàng Chính sách Xã hội bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các mẹ Việt Nam anh hùng, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Hôm nay, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn tổ chức gặp mặt đoàn công tác huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa tham dự lễ kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hoàng Hóa Điện Bàn. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu tâm tư tình cảm ôn lại chặng đường 60 năm gian khổ mà hào hùng thấm đượm tình cảm thủy chung son sắt nghĩa tình giữa đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoàng Hóa và Điện Bàn. Với phương châm tất cả vì miền Nam ruột thịt, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ kết nghĩa với tỉnh Quảng Nam. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm, thị xã Điện Bàn và huyện Hoàng Hóa trang trọng tổ chức lễ khánh thành tượng lão dân quân Hoàng Trường Anh Hùng tại Điện Bàn và gắn biển công trình đường Hoàng Hóa chào mừng kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hoàng Hóa Điện Bàn. Khánh thành phòng trưng bày chuyên đề Hoàng Hóa Điện Bàn nghĩa nặng tình sâu tại bảo tàng thị xã. Thưa quý vị, cách đây 60 năm, vào ngày 20 tháng 7 năm 1963, tại huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ kết nghĩa Hoàng Hóa Điện Bàn. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là mốc son tươi thắm tình nghĩa anh em sâu nặng, là bước ngoặt trong phong trào đấu tranh cách mạng của hai địa phương, đồng thời là sợi dây xuyên suốt nối liền tình đồng chí, nghĩa anh em, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi giữa đảng bộ, chính quyền, quân và dân hai địa phương Hoàng Hóa, Điện Bàn. Sau khi đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và đại diện Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kết nghĩa giữa nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam vào ngày 12 tháng 3 năm 1960, đến ngày 20 tháng 7 năm 1963, tại huyện Hoàng Hóa đã diễn ra lễ kết nghĩa Hoàng Hóa Điện Bàn. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là mốc son tươi thắm tình nghĩa anh em sâu nặng, là bước ngoặt trong phong trào đấu tranh cách mạng của hai địa phương. Nghĩa từ năm 63. Nhưng mà thực ra là không phải là năm 1963 đâu, mà trước đó
Thì nhân dân Hồng Hóa, con em Hồng Hóa đã vào Nam đi chiến đấu rồi. Đấy. Hơn nửa thế kỷ trước, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt, hàng nghìn thanh niên Hoàng Hóa nối tiếp nhau vượt ngàn dặm Trường Sơn đầy gian khổ, hiểm nguy để chi viện cho chiến trường Quảng Nam. Và trên quê hương Điện Bàn, từ năm 1969 đến năm 1975, đã có hàng trăm chiến sĩ của tiểu đoàn đặc công Lam Sơn và trung đoàn bộ binh Lam Sơn là những người con quê hương Hoàng Hóa, Thanh Hóa, cùng kề vai sát cánh với quân và dân Điện Bàn. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong tâm khảm của ông Nguyễn Huy Thanh, nguyên đại đội phó, đại đội 4 tiểu đoàn đặc công Lam Sơn, Thanh Hóa, vẫn không thể nào quên những năm tháng đạn bom ác liệt. Nhưng nhân dân Điện Bàn vẫn gắn bó thủy chung, chở che, nuôi nấng cho bộ đội, yên tâm đánh giặc và lập nên những chiến công hiển hách. Chúng tôi sống chủ yếu trong đó là nhờ vào dân, dựa vào dân để sống. Và tình cảm của dân đối với chúng tôi nó rất là thân thiết, như người trong nhà thôi. Cho nên tình cảm giữa nhân dân đối với tiểu đoàn 91 Lam Sơn phải nói là như con một nhà, phải nói là rất là thân thiết, rất là chân tình. Đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Điện Bàn tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh, từng bước xây dựng cuộc sống mới. Giữa muôn vàn khó khăn sau cuộc chiến tranh, mối tình kết nghĩa sắt son thủy chung trong chiến đấu lại tiếp tục được phát huy khi huyện Hoàng Hóa đã tăng cường một số cán bộ cùng với quân dân Điện Bàn tiếp quản vùng giải phóng, nhiều cán bộ tự nguyện vào giúp đỡ Điện Bàn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Suốt trong 60 năm ấy, nhiều công trình đầy tình nghĩa thủy chung của Điện Bàn được xây dựng trên quê hương Hoàng Hóa, trong đó có ngôi trường trung học cơ sở mang tên Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Điện Bàn xây tặng vào năm 2010. Cũng ngay trong khuôn viên ngôi trường này, năm 2018, lãnh đạo hai địa phương lại chứng kiến lễ khánh thành tượng đài Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi do tuổi trẻ hai địa phương xây dựng. Công trình nhằm tạo thêm sự gắn kết tình cảm, nghĩa nặng tình sâu của hai địa phương. Cũng trên mảnh đất Hoàng Hóa này, nhiều gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng được thị xã Điện Bàn trao tặng nhà tình nghĩa. Đây là món quà thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, đồng thời mang đậm tính nhân văn sâu sắc nhằm giúp những gia đình có công với nước nâng cao mức sống. Được thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam hỗ trợ cho số tiền là 50 triệu đồng, tôi đã làm lên được căn nhà sang trang. Thấy rằng cái tấm lòng và cái chia sẻ để ủng hộ giúp đỡ một đối tượng chính sách và những người nghèo khó như chúng tôi rất là cảm động và muôn đời luôn ghi nhớ. Trên mảnh đất Điện Bàn Quảng Nam hôm nay đã và đang xây dựng những công trình đầy ý nghĩa để ghi dấu ấn thiết thực cho sự gắn kết thủy chung son sắt giữa Hoàng Hóa và Điện Bàn. Trong đó nổi bật là tượng đài anh hùng lão dân quân Hoàng Trường, sừng sững được đặt trang trọng tại khu công viên phường Điện Minh, ngay bên tuyến đường quốc lộ 1A, cũng là con đường trung tâm đô thị của Điện Bàn, mang địa danh quê hương kết nghĩa Hoàng Hóa. Ở Hoàng Hóa, ở Điện Bàn kết nghĩa đã tạo một cái dấu ấn, một chặng đường lịch sử, nó đồng song hành cùng đất nước Việt Nam và tạo thành một cái mối quan hệ, một tình cảm thắm thiết. Và khẳng định là có thể nhiều địa phương, đơn vị khác không thể có được. Cái mối quan hệ kết nghĩa giữa Hoàng Hóa và Điện Bàn trong suốt 60 năm qua, cái sự trân quý này nó ở trên ba phương diện. Cái thứ nhất đó, là mối tình kết nghĩa giữa Hoàng Hóa Điện Bàn là thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng nhằm tăng cường hỗ trợ của các địa phương miền Bắc cho các địa phương trên chiến trường miền Nam trong kháng chiến, trong đấu tranh để rồi chúng ta giải phóng thống nhất đất nước. 60 năm đã trôi qua, với lời thề son sắt thủy chung và đầy tình nghĩa giữa Hoàng Hóa Điện Bàn vẫn luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương vun đắp, giữ gìn và phát triển. Những di sản ấy luôn là những bài học lịch sử sinh động, là nền tảng quý báu để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục vun đắp cho mối lương duyên xứ Thanh, xứ Quảng mãi mãi trường tồn.
Thưa quý vị, chiến tranh đi qua, dù người lính vĩnh viễn nằm lại đâu đó nơi chiến trường, nhưng cũng có những đồng đội, đồng chí của họ may mắn trở về lành lặn để viết tiếp khát vọng, hoài bão cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Trong số đó có cựu chiến binh Huỳnh Văn Nhắc, 66 tuổi, ở thôn Địch Tây, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước. Phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, ông Huỳnh Văn Nhắc quyết tâm làm nông nghiệp bằng tinh thần, tư tưởng tiến công của một người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Ngọn đồi hoang hóa của vùng trung du miền núi Tiên Phước này được thay thế bởi khu gia trại chăn nuôi heo quy mô bề thế với doanh thu mỗi năm lên đến 1,5 tỷ đồng. Trở về từ chiến trường với đôi bàn tay trắng, người cựu chiến binh mang tên Huỳnh Văn Nhất đã tự lực vươn lên bằng chính sức lao động của mình và xây dựng hiệu quả mô hình kinh tế nông nghiệp chăn nuôi heo tập trung theo hướng hàng hóa tại địa phương. Chú lái từ ngán đến già, chú mở rộng ra đó, hiện đến bây giờ là chú sẽ cái già không già, nhưng mà cái đời sống kinh tế là coi như chú nuôi là ba người con, vợ chồng cháu chá rồi là coi như đến nay là coi như ổn định. Xây dựng đời sống ở khu dân cư thì anh nói chung anh cũng luôn ủng hộ cho bà con rồi nghèo rồi cuối năm rồi tổ đoàn kết rồi dân xóm rồi anh cũng ủng hộ nói chung về giúp từ thiện á lo cho bà con xuống đó giảm nghèo trong thời gian vừa qua. Sau nhiều lần bỏ công sức tiền bạc với nhiều hướng làm kinh tế khác nhau nhưng kết quả không được như mong muốn, năm 2009 ông Nhất quyết định đầu tư cơ sở chuồng trại và heo giống, bắt đầu nuôi heo theo hướng mới. Hiện nay trong chuồng nuôi của gia đình ông Nhất liên tục có trên 500 heo thịt siêu nạc, 50 đến 70 heo nái và hàng trăm heo con. Mỗi năm trừ chi phí đầu tư thì ông Nhất còn lại lãi ròng gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra ông Nhất còn sử dụng phân heo bón cho chuối, rau các loại để phục vụ gia đình, dùng bếp biogas đun nấu quanh năm. Bên cạnh đó ông Nhất còn chú trọng công tác phát triển sản xuất, tăng thu nhập từ trồng rừng. Ông đã trồng được 6 đến 7 hectare keo, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng sau 5 năm chăm sóc. Cái mô hình này là rất là hiệu quả. Thì đối với cựu chiến binh huyện thì thường xuyên là có cái xuống rồi tạo điều kiện giúp đỡ động viên ảnh phát huy cái phẩm chất của đội hồ thì ảnh tiếp tục là chăn nuôi để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời là anh Nhất cũng là một tấm gương điển hình cựu chiến binh là gương mẫu ở địa phương. Phải nói rằng là anh làm cái chăn nuôi rồi được kinh phí thừa ra rồi anh trang trải cho gia đình, đồng thời là giúp cựu chiến binh cũng như là bà con xung quanh để mà cũng cùng với anh là chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Phát huy phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh Nhất đã đem kinh nghiệm trong xây dựng mô hình chăn nuôi của mình chia sẻ lại cho các hội viên cựu chiến binh cũng như bà con trong thôn xóm. Với những nỗ lực và đóng góp của bản thân, ông Nhất đã được công nhận là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền và được các cấp hội cựu chiến binh khen tặng. Đây cũng là động lực để cựu chiến binh Huỳnh Văn Nhất nỗ lực trên hành trình xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Chương trình thời sự tối thứ tư của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ sẽ là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.